Bên cạnh Đi giữa trời rực rỡ, một bộ phim khác đang phát sóng trên truyền hình cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Đó chính là phim Vui lên nào anh em ơi. Ngoài bộ ba nam chính với những tình huống gây cười, nhân vật phản diện trong phim do Hương Giang thủ vai cũng thu hút chú ý với hàng trăm bình luận. Trong phim, Hương Giang đảm nhận vai Ánh, là một nữ doanh nhân có nhiều mưu mô. Ánh lợi dụng sự ngây thơ, tin tưởng của những chàng trai tốt bụng đang nỗ lực khởi nghiệp làm xà phòng từ nguyên liệu thiên nhiên ở quê. Từ đó, cô tạo dựng mối quan hệ và hợp đồng lớn để kiếm lời. Trong mắt ba chàng trai Tiến, Hưng, Thắng, ban đầu họ những tưởng Ánh là một người tốt bụng, hết lòng giúp đỡ họ khởi nghiệp. Hóa ra Ánh không hề là một chị Ánh Dương như họ nghĩ. Cô đã lên sẵn kế hoạch, tâm cơ và không từ thủ đoạn. Trên trang cá nhân mới đây, Hương Giang đăng ảnh cô thủ vai Ánh trong phim kèm theo caption vui: "Em xin tuyên bố cuối năm nay đổi nhà nhé, vì đã nhận đủ gạch đá của bà con để xây biệt thự ạ." Đây là cách nói dí dỏm của nữ diễn viên về việc nhân vật Ánh bị khán giả ném đá quá nhiều tới mức thừa để xây biệt thự. Hương Giang còn chụp lại nhiều bình luận của khán giả. Cô tuyên bố, từ mai không ra đường nữa để né gạch đá. Nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi về diễn xuất của Hương Giang ở vai phản diện lần này. Do chị diễn đạt quá chị ơi. Khổ thân bạn này, đóng đạt quá nên mọi người mới thế, chứ đóng chán thì chẳng ai để ý đâu. Phải công nhận là nhìn chị Ánh trong phim chỉ muốn tung chưởng thôi. Bạn này đừng đi ra chợ mua rau mua thịt nhé, không các bà ngoài đó người ta đánh cho lại khổ. Đóng đạt quá cũng tội, diễn như không diễn, mặt cứ tỉnh bơ chị à, là những bình luận của khán giả về vai Ánh. Nữ diễn viên còn được một số cư dân mạng đặc biệt danh nữ hoàng phản diện của màn ảnh Việt. Dưới bài viết, nữ diễn viên cũng nhận được quan tâm của cư dân mạng về sự thay đổi diện mạo trong vai diễn lần này. Một khán giả nhận xét, phim này sao nhìn chị béo thế? Mặt to tròn luôn. Thấy vậy, Hương Giang thẳng thắn cho hay, chị bầu á. Được biết nữ diễn viên đảm nhận vai Ánh trong thời gian mang thai với bạn trai hiện tại. Tuy nhiên, Hương Giang chưa tiết lộ diện mạo, danh tính của người ấy. Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim này, cô không xuất hiện.
Vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Hương Giang đã lên tiếng xác nhận việc mang bầu lần hai. Nữ diễn viên đăng ảnh tại một resort kèm thông báo, mới hơn tháng trước còn đang quẩy ngoài biển, giờ đã có đứa đang bơi trong bụng. Cô tiết lộ lần hai bị ống nghén và mệt hơn lần mang thai đầu tiên. Tuy không tiết lộ về bạn trai nhưng Hương Giang khẳng định một số tin đồn nói nửa kia của cô đóng trong phim Bến Hiếu Bên Tình là không chính xác. Bởi lẽ trong phim đó chỉ có hai diễn viên nam là Tiến Lộc, Phạm Long. Hương Giang khẳng định không có chuyện cô và bạn diễn Phạm Long có quan hệ tình cảm. Về phần Tiến Lộc, anh lại là người đã có gia đình nên càng không có chuyện như tin đồn. Hương Giang dành nhiều lời khen ngợi về bạn trai. Cô cho hay anh không hoạt động nghệ thuật, hơn tuổi cô và là người điềm đạm. Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, vui vẻ. Khoảng tháng 2 năm nay, Hương Giang mới công khai mối tình hiện tại. Nữ diễn viên sinh năm 1989 tham gia trong nhiều phim truyền hình, gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, Mùa Hoa Tìm Lại, Đừng Làm Mẹ Cáu, Món Quà Của Cha. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con gái riêng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.